Chào cả nhà nha, hôm nay em lên video số 90 nha cả nhà. Video hôm nay gồm có là 27 con máy câu ha. Giá bán trong video đã được bao ship nha cả nhà. Cả nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán nha. Rồi, đầu tiên em lên mã số 1 nha. Đây, mã số 1 có một con Daiwa Long Spot nha. Rồi, nó đời cũ rồi. Xe con này tầm 3.000 nha cả nhà. Cả 3.000 ha. Đi số 3 cho 150 nè. Hoạt động thì con này Thái Lan. Hoạt động thì ngon lành, nhẹ nhàng. Mình sống đi ra đầy đủ ha. Lần trước đá sứ chặn hai chiều, đổi tay trái phải bình thường nha. Cũ cũ chứ hoạt động ngon lành. Rồi, mã số 1 nha. Giá là 250 bao ship nha cả nhà. 250.000 bao ship ha. Anh em là ở xa em xếp con máy này cái còn có trăm mấy luôn. Rồi, đây qua 3.000. 250.000 bao ship nha. Rồi, số 1. Tiếp đến mã số 2. Mã số 2 em có một con đai qua Regen X 2500T, con này cũng là size 3.000. Đây cứ số 3 được 150 ha. Đó. Ngoại hình nó có xước sát. Hoạt động là cực kỳ ngon nha. Nhìn sống dưới gà đầy đủ nha. Đằng cước con này hay ra băng luôn nha cả nhà. Đó, hoạt động. Hai chiều. Đổi tay trái phải bình thường ha. Đây, mã số 2, nặng 320 g. Giá là 300.000 bao ship nha cả nhà. Giá 300 bao ship ha. Mã số 2. Đến mã số 3. Mã số 3 có con Shimano. Con này là con Holiday Spin 4.000 ha. Thôi cứ số 4 là được 150. Chạy xước dưới bụng máy chút. Nguồn sống lưỡi gà đầy đủ nha. Động thì em mở. Đổi tay trái phải bình thường. Động thì ngon lành. Hai chiều. Rồi con này mã số 3 nặng 320 g. Giá cũng là 300.000 bao ship nha cả nhà. Xe 4.000 ha. Đánh thoải mái. Rồi, 300.000. Mã số 3. Đến mã số 4. Mã số 4 giới thiệu như nhà con Daiwa. Con Daiwa là size pin 2500. Size tương đương size 3.000 nha.
Con này là hàng China xuất Nhật ha. Con máy này còn rất là đẹp nha, chỉ có chạy một hai dấu này. Máy rất là đẹp, mới rộng ngon là nhẹ tưng. Bên sống đi lại đầy đủ, rồi sao chứ phải bình thường. Cái này con này ABS đầy đủ nha cả nhà, 2 triệu. Rồi sao chứ phải bình thường ha, máy rất là đẹp luôn. Rồi, này mã số 4 nặng 300 gram, giá là 400 ngàn bao ship nha cả nhà. Kì đẹp không? Rồi, tiếp tục mã số 5. Mã số 5 có một con Alex 4 ngàn. Máy cũng còn khá là đẹp nha. Đó, con sống lưỡi gà đầy đủ nha. Con này nước sơn rất là đẹp luôn, nó có chạy, nó có xước nhẹ với cái phần bụng máy này. Đó, xước nhẹ với này chút thôi ha, còn lại là máy rất là đẹp. Động gì nhẹ tay à, ABS đầy đủ nha, xe 4.000 luôn. Đây mã số 5 Malaysia nặng 350 gram, giá là 750.000 bao ship nha cả nhà, 2 triệu ha. Đỡ tay trái phải bình thường, hoạt động siêu nhẹ luôn. Rồi, mã số 5, 750.000 bao ship. Tiếp đến là mã số 6. Mã số 6 giới thiệu nhà con Nessa 2500S. Con này là con giống như nó mới xài lướt thôi nha cả nhà. Không có dấu xước, dấu trầy gì luôn nha. Máy keng. Kèn luôn nha, không có xước, không có gì luôn. Mặt trong thì rất là nhẹ. Rồi con này mã số 6, nặng 270 gram, hàng Malaysia nha cả nhà. Giá là 800.000 bao ship ha. Mã số 6 800. Con này có nông nha. Vì thông số dây. Không chấm 18 vô được 120 m. 4RB vô được 115 da. Thì con này xài có dây có đâu, mình xài dây BE nhỏ nhỏ nha nha. Rồi. Mã số 6, 800.000 bao ship. Con máy mới chát luôn ha. Không có xước gì luôn. Mã số 9. Mã số 9 giới thiệu ở nhà con Ultega. Ultega Aquen 2000S. Con này hàng Malaysia. Máy còn tương đối đẹp,
có sức dâm nhẹ nhẹ, cái viền cối, cái viền rotor này. Đây xíu là cái tay quay, cái tay quay cái nút đi đâu mất tiêu ở đây, họ gắn cái nút gỗ vô nè, hoạt động thì rất là ngon nha. Sống ra đầy đủ GPE 0.8 được 110, về số 1 vô được như 80 nha cả nhà. GPE 0.8 vô được 110m ha, số 1 vô được 80. Động rất là nhẹ luôn. Hai triệu ABS cái thứ này, rồi này mã số 7 nặng 250g, giá 850.000 bao ship nha cả nhà, rút trăm dầu nè. Rồi 850.000 bao ship ha, mã số 7. Là mã số 8 nha cả nhà. Mã số 8 thì có nhà con Frim. Frim 2004 nha. Con này có cốp trợ lực nha cả nhà. 2004 thì xài tới lên xe 2000. Đây. Con này là hàng China xuất Nhật nha cả nhà, hoạt động thì siêu nhẹ luôn ha. Mình sống đi ra đầy đủ. Đổi tay trái phải bình thường nha. Còn khá là đẹp nha cả nhà. Aero to rồi. Sức dâm dâm nhỏ nhỏ thì khó thấy quá. Rất là nhẹ luôn. Quay nhẹ tay à. Rồi mã số 8 nặng 220g, giá là 1 triệu bao ship nha cả nhà. Đây mã số 9. Mã số 9 giới thiệu nhà con đây qua. Chi Phọt ha. Chi Phọt Z. 1500 IA. Thì size con này cũng tương đương với size khoảng 1.500, 2.000 gì đó nha cả nhà. Con này là hàng gia băng ha. Mắt gia băng máy còn rất là mới luôn. Không có xì xước gì nhiều nữa. Hầu như là không có chạy xước nha cả nhà. Theo quay đôi. Xước dâm dâm chút tí 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 xíu xíu thì vậy là không thấy luôn ha. Đó. Rộng nhiều tay à. ABS đầy đủ nha. Sống rỉ gà. Đó tay trái phải bình thường nha cả nhà. Hai triệu. Máy rất là đẹp ha. Nhỏ gọn. Rồi, con này mã số 9, nặng 270g. Giá cũng là 1 triệu bao ship nha cả nhà. Hàng gia băng.
rất là đẹp ha. Như 4RB vô được 100m ha. Này mình xài với BL với nhỏ nhỏ vô được nhiều nữa nha. Rồi mã số 9 giá là 1 triệu bon ship ha. Rồi tiếp đến mã số 10. Mã số 10 giới thiệu nhà Corbio Master 2500. Con này bộ pin sống đi ra đầy đủ nha. Nó là cái nắp này của cái con Corbio Master mà đời 2000 nha. Máy mà còn khá là đẹp, tại quay dạng ra trong dầu các thứ nha. Đó, nhẹ nhẹ tay dây cứ số 2 vô được 107, 2.5, 150, số 3 được 120 nha. Ít ship nè. Con này hàng Malaysia nha cả nhà. Rồi, mã số 10, nặng 260g. Giá là 1,3 triệu bao ship nha. Nhà tay à. Này 2 triệu. Rồi sẽ quay dặn ra, đổ tay ráp phải bình thường nha cả nhà. Rồi, 1,3 triệu bao ship, mã số 10. Mã 11. 11 giới thiệu nhà con SNC BB C3000HGM ha. Cấu này nó không nông mà nó cũng không sâu, có trung bình. GBE 0.8 cho được 300. Giới số 1 cho được 220. 1.2 vô được 150, 1.5 vô được 135m nha cả nhà. Vô được khá là nhiều dây á. Đó, con máy còn rất là đẹp nha. Nguồn sống đi ra đầy đủ nha. Động nhà Tân à. Rồi con này cũng là hàng Malaysia. Mã 11, nặng 270g, giá là 1,6 triệu bao ship nha cả nhà. Khá là đẹp ha. Rồi mã 11 giá 1,6 triệu bao ship. Tiếp đến là mã 12. Mã 12 giới thiệu cái nhà con Shimano Radium nè. Radium CI4 nè. Thân con này bằng chất liệu CI4 nha cả nhà. Nhẹ. Size 4 nhẹ. GBE số 1 vô số 408, 1.5, 3.2. Số 2 vô được 270m nha cả nhà. Con máy còn tương đối nha. Sống giờ nhẹ lắm đó nha.
con này hàng Malai. Tay quay dạng răng nha, đổi tay trái phải bình thường nha. Hoạt động rất là nhẹ luôn. Hai chiều. Lựa xe 4 này nó nhẹ mà nó cứng. Động như tay à. Rồi, con này mã số 12. Nặng 260 g, giá là 1.800.000 bao ship nha cả nhà. Tiếp đến là mã 13. Mã 13 giới thiệu nhà con máy ISO Daiwa. Daiwa Triso. Đây con này sản xuất tại Thái Lan nha cả nhà. Triso gì đó. Daiwa. Dây bè dây số 3 được 200 m, số 4 được 150, size tương đương size 4000 đó nha. Số 5 120. Con này có trợ lực chở lửa. Con này nó dễ sử dụng hơn mấy con ISO kia. Cốp trợ lực của nó chè bánh ảnh luôn. Cốp ú hồn này có chế độ lấy cối nhanh luôn nha cả nhà. Mỗi bên sống đưa ra đầy đủ ha. Cái này có chế độ lấy cối nhanh, bấm vô cái chỗ này, bấm vô đây lấy cái cối ra, chờ lực nó dính chậm luôn, đẩy vô, rồi vậy là xong. Cái này xài như một con máy bình thường này nha cả nhà. Đó, bấm trả ngược, bấm rồi, bấm vô đây trả ngược lại. Bấm như này xài thẳng tay. Rồi được cái bấm ở đây cái là rồi, xài bình thường nha. Rồi con máy này cũng còn khá là đẹp nha cả nhà. Rất là nhẹ luôn á. Xe 4000. Rồi, đó là trái phải bình thường nha. Thắng tay. Mình không muốn xài thắng tay nữa các bạn, đẩy xuống cái rồi xài lại bình thường. Rồi mã số 13 nặng 300 g, giá là 1.200.000 bao ship nha cả nhà. Một đến mã 14. Giới thiệu cả nhà con Nesa. Là con Nesa nữa, con này là con Nesa 4000HG. Thì đây là nó cũng là một con máy xài nước thôi nha cả nhà. Nó mới tin đó, con không có dấu xước, không có dấu trầy gì luôn ha.
sống nè, rửa gà đầy đủ nha. Đó, con quá mới chát 4.000 HG. Quay nhà tay à. Chắc chắn 2 triệu. Rồi, đây con mã 14, hàng Malaysia nha. Nặng 325 g, giá là 950.000 bao ship nha cả nhà. 4.000 HG máy máy tinh nha. Không có dấu xước, dấu trầy gì luôn. Rồi 950.000 bao ship, máy 4.000 HG luôn. Rồi tiếp đến là máy 15. Máy 15 giới thiệu nhà con Sedona. Con này là con Sedona C5000XG nha. Đây C5000XG. Hàng Malaysia. Thì con này cũng giống như con kia, nó cũng xài lướt thôi. Mới tin rồi. Mới kèn ha. Không cày, không xước gì nha cả nhà. Nhà tưng. Con này đợi này thì nó không có chốt trả ngược nha cả nhà. Nó chỉ có quay 1 chiều thôi ha. Rồi. Mới kèn. Mã 15, nặng 300 g, giá là 1.200.000 bao ship nha. Tin. Cái mã 16. Mã 16 giới thiệu với nhà con Ferod. Ferod SW6000. Con này SW6000HG nha. Mình sống đi dài đủ ha. Tiếng con 6.000 này kêu chiều không đã bằng con 8.000. 8.000 nó kêu bự, con 6.000 kêu nhỏ xíu. Con máy này cũng còn tương đối đẹp nha cả nhà. Không thấy nó chạy xước gì ha. Cái thước nhầm nhầm ở đây xíu à. Em không thấy nó chạy xước gì nhiều ha. Nó có sẽ nhầm nhầm ở chỗ gạt cước này chút thôi. Rồi tay quay dạng rang. Đổi tay trái phải bình thường. Đời này nó cũng bỏ luôn cái chốt trả ngược rồi nha. Nó quay 1 chiều rồi ha. Đây. Hoạt động nhẹ nhàng. GB số 3 được 300. Rồi, Ferod SW. Cho mà đi luôn.
khoảng 480 g, giá là 1,5 triệu bao ship nha cả nhà. Cho nó đi cho lại. 1,5 triệu bao ship. Đến mã 17. Mã 17 giới thiệu nhà con Ericsson SW6000BHG nha. SW6000HG. Đây, dây số 6 vô được 150 ha. Dây B, dây số 3 được 300, số 4 được 210 m. Chống đi ra đầy đủ. Ông máy còn tương đối. Đây, quay dặn răng. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Em cũng không thấy nó chạy xước gì nhiều ha. Đó, nhẹ nhàng. Hai chiều. Rồi, con này mã số 17, nặng 580 g, giá là 1,9 triệu bao ship nha. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Tiếp tục là mã 18. Mã 18 giới thiệu với nhà con Biomaster 8000BG nha. Con này như đời 2009. Này có gia cốc. Tổng thể con máy còn tương đối đẹp nha cả nhà. Đây, con này chỗ này nó gia cốc. Sống đi ra đầy đủ ha. GB số 4 được 300, số 5 230 m. Về đi làm số 8 được 160. Tay quay dặn răng, đổi tay trái phải bình thường. Con này cũng là hàng máy lái nha. Đó, bắt đầu nhẹ, siêu mượt luôn. Mượt được. Đấy, chẳng 2 chiều. Đây cũng là hàng Mã Lai. Rồi, mã 18 nặng 560 g, giá là 2,2 triệu bao ship nha cả nhà. Vô mã tơi 8000 ha. Giá 2,2 triệu bao ship. Tới mã 19. Mã 19 nhà con máy Cối Long nha. Cối Long mua bên sống. Con này là con Power Aero gì là spin choi. JB số 5 vô được 250. 1.5 chứ, vô được 250. Số 2 vô được 200, số 3 được 130 m nha. Đó, bao quờ Aero nè.
Winjoy nha, XT một dọc đó, con máy còn rất là đẹp nha. Xanh lè, xanh lét, động rất là nhẹ luôn. Đó, ABS các thứ ha. Đây, 2 chiều. Chiều rồi, con này cũng là hàng online, mã 19, nặng 560 gram, giá là 1.900.000 bao ship nha cả nhà. Bà chỉ xanh lè, rồi từ mã 20 trở lên là những con máy sắt nha cả nhà. Mấy con quan hết rồi. Em lên mã 20. Đây, mã 20 có một con đây qua. Winter ST 850, con này sang khoảng 5.000. Rồi sống lưỡi gà đầy đủ nha cả nhà. Đây cái số 5 được 120 nha. Con này 4.000. Con máy còn rất là mới nha cả nhà. Con này dễ xếp tay vậy nha. Đổi tay trái phải bình thường ha. Đó. Con máy còn rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, mã số 20, nặng 380 gram, giá là 400.000. 400.000 bao ship nha cả nhà. Tiếp đến mã 21. Mã 21 có một con siêu ta nè. Con này của Hàn Quốc ha. IT 2070. Radio có 3.5. Con này nó sai 10 mấy ngàn á nha cả nhà. Đây, 14 nè, vô được 140 mét ha, sai khoảng 14.000. Toàn thân là kim loại hết nha cả nhà. Tay quay dặn răng luôn. Đó, đời này tay quay dặn răng luôn. Đổi tay trái phải bình thường nha. Sai 14.000. Nó mình sắm đi ra đầy đủ ha. Nè, 2 chiều. Cái chốc cái miếng sơn nhỏ nhỏ thì nhà về muốn đẹp lấy sơn đen chấm chấm vô ha, lấy sơn đen quét chấm chấm vô cho đẹp, nhìn cho đẹp chút xíu là được. Máy này còn đẹp lắm luôn, xài chà bá lửa 14.000.
Rồi. Mã 21 đạn 600g, giá là 500.000 bao ship nha. Đây hàng Korea ha. Size 14.000, 500.000 bao ship nha cả nhà. Máy còn rất là đẹp ha. Cảo thoải mái luôn. Rồi tiếp đến mã 22. Mã 22 mới là công tay qua. Công tay qua carbon printer nè, 5000R. Con này cũng là chạm ba lửa, máy cũng rất là đẹp nha nha. Đây nó có chóc miếng sơn như này ha. Đó, màu đỏ. Bắt đầu hợp phong thủy rồi lấy nó ha. Con này cũng là con này hàng Daiwa Đài Loan nha. Tây Quân nè. Thân này thân kim loại nha cả nhà, nặng ba cố. Sai cũng sai chả bá. Trăm bảy mươi. Đây con này xe 12.000 ha nha. Đây xe 12.000 ha. Vô được 170 mét. Đổ tay trái phải bình thường nha. Này, 2 triệu. Rồi. Bạn này mã 22 nặng 600g. Giá là 600.000 bao ship nha cả nhà. 62.000. À, tiếp tục mã 23. Mã 23 cũng là con Daiwa Đài Loan. Đây là con Daiwa gì đó? Winter Match. Rồi đúng rồi, Winter Match. Con máy này còn rất là mới nha cả nhà. Chạy bật đạn luôn. Xe con này cũng là xe 12.000 ha. Cước 12 cho được 107 nè. Con này rất là mới nha. Sập đạn quay nó khác rồi ha. Hai triệu. Tất cả đổ tay bình thường như thế nha. Rồi. Con này mã 23 nặng 600g. Giá là 750.000 nha cả nhà. 750.000 bao ship ha. Rồi xe 12.000. Cước 12 vô được 107 nè. Chịu bán nạn. Rồi tiếp tục đến mã 24. Mã
24 giới thiệu chiếc nhạc của Daiwa Spotlight ST1. Con này có radio là 3.8, con máy này thì hình thức còn rất là đẹp đó. Xe 7.000 cả nhà. Đây, trước số 7 vô được 150 ha. Nguyên sóng đi ra đầy đủ nha. Khá là đẹp. Động, động như tay à. Xếp tay về. Đấy. Vô. Rồi, con này mã 24, nặng 520g. Giá là 600.000 bao ship nha cả nhà. Máy rất là đẹp ha. Mã 25. Mã 25. Mã 25 giới thiệu với nhà con Daiwa Superlight 3.000. Con này chạy bạc đạn nha cả nhà. Máy thì còn rất là đẹp. Size cũng 12.000. Cước 12 vô được 150 ha. Rộng như tay à. Ngay chiều. Mình xếp tay vậy nha cả nhà. Còn này rất là mới nha. Ngoài nó có cái lỗi nha. Cáo sao. Đây cái lỗi nó là nó bị mẻ đây nè. Bên đó họ vỗ là ha. Nhưng mà gắn vô vẫn bình thường nha. Đây. Gắn thử cho cả nhà xem ha. Đây. Vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì nha. Rồi. Đó. Rồi, chơi. Cứ nhắc nha. Vô rất là sâu nha. Nhắc. Rồi. Này mã 25 nặng 680g, giá là 700.000 bao ship nha cả nhà. Rồi 12.000 ha. Tính thoải mái luôn. Mã 26. Mã 26 có một con Shimano nè. Amberjack nè. K
9 nha, YZ. Con này cũng chạy bạc đạn nữa nha. Con này thì cái size nó không khủng bố luôn á. Bây giờ con này có ba tuần lên nữa nha, đuôi chuột nè. Đó, bên sống đi ra đầy đủ nha. Con này có cốt trợ lực. Xe con này xe con này tới xe 18.000 nha cả nhà. Đây cứ 18 vô được 150 nha, 20 được 125. Dây số 12 vô được 220m, 14 là 200, 16 là 170, 18 là 150 ha. Đấy, còn rất là đẹp nha. Chờ lực ra dây tạo này rất là nhẹ. Hai chiều phá cối rồi. Đi nhắc rồi. Con này mã 26, nặng 860g, giá là 1.200.000 bao ship nha cả nhà. Đi kéo khủng long ha, 18.000 đi kéo đi bắt khủng long. Mã là không đi nặng. Rồi, mã cuối cùng, mã 27. Thì cái nhà con đây qua Million Max 8.000. Thì con này có radio 4.3, chạy bằng hai cái bạc đạn. Hai cái bạc, ba cái bạc đạn chứ. Nó con mắt nhìn số 3 là số 2 luôn. Con này cũng là size nó 14-15.000 gì nha cả nhà. Là cước 14 là vô được 190 ha. Cước 14 vô được 190m. Nó cước 14 vô được 190 ha. Con này thì có cốt trợ lực. Con em bơi cát nó cũng có nè. Đó, cốt trợ lực nha. Sống đi là đầy đủ nha. Cái máy này cũng khá là đẹp ha. Có cái tay quay nó bị nổ một xíu. À, cái này có chốt tắt tiếng kêu à, bình thường. Đó, vừa hè tắt rồi hết kêu nữa. 2 triệu rồi. Rồi con này mã 27, nặng 820g, giá là 1.700.000 nha cả nhà.
Nhấp chữ 7 bao ship ha. Size nó 14-15 ngàn vậy. Rồi, em vừa giới thiệu cái nhà luôn, 27 mét vuông ha. Cái nhà đặt hàng liên hệ trực tiếp với một số điện thoại hoặc là Zalo cho cả nhà. Số điện thoại em có để dưới một tiêu đề ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo ha. Bye.